Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì còn tới cỡ vài ngày nữa thôi là đã đến ngày rất là đặc biệt đối với mình, đó chính là ngày sinh nhật của mình. Thì sẵn tiện đó, mình sẽ cho các bạn xem mình chuẩn bị gì trước khi sinh nhật. Vì đầu tiên bây giờ thì mình sẽ đi mua đầm trước nha. Bây giờ thì mình sẽ lựa trước rồi sau đó vào để thử. Lựa được cũng khá là nhiều luôn. Và đặc biệt shop này bán đồ rất là đúng gu mình. Có những mẫu mình rất thích nhưng mà mình gầy ấy, cho nên mặc vào không đẹp, cho nên là phải lựa đi lại rất là nhiều lần. Cuối cùng thì mình chọn em này nha. Nhưng mà khi về nhà mình còn phải bóp vô lại nữa ý các bạn. Bởi vì ốm nó rất là khó chọn đồ luôn. Hai cái giống nhau nhưng mà màu khác nha các bạn. Thì mình lấy một cái cho em mình luôn. Nhưng mà mình sẽ mặc ké nó để mình chụp một bộ ảnh sinh nhật nha. Mua đồ xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi đặt bàn. Sinh nhật năm trước của mình là ngay dịch luôn ấy, bởi vậy là không có tổ chức gì hết. Nhưng mà năm nay mình sẽ làm. Thì lại đây mình sẽ đặt khung trang trí trước rồi kêu đồ ăn thôi, nói chung là cũng khá là đơn giản á. Sau khi xong rồi thì bây giờ mình sẽ về nhà nha. Cũng khá là nhanh ý các bạn. Và công việc tiếp theo của mình đó chính là sẽ viết thiệp nha. Cái này thì mình mua lúc mà mình đi học rồi đó. Bây giờ chỉ cần gỡ ra và viết rồi xong gửi thôi. Ok, thì cái thiệp mình đã gửi xong rồi nha. Thật ra là mình gửi cho khá là nhiều người nhưng mà mình chỉ quay được bao nhiêu thôi ấy, các bạn thông cảm. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi chụp hình để đăng ảnh sinh nhật nha. Thì nói chung mình chỉ quay sơ sơ vậy thôi, chừng nữa các bạn lên Facebook và Instagram của mình xem hình nha.
mình là người chụp hình hôm nay cho mình nghe. Nói chung nãy giờ chụp cũng khá là nhiều rồi đó. Bây giờ mình chỉ việc lựa hình và chỉnh hình rồi sau đó đăng lên thôi. Clip mình đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết nha. Và mình sẽ ra thêm một clip về ngày sinh nhật của mình nữa đó. Đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi về nhà để mình chỉnh hình rồi đăng lên nữa. Mình sẽ đăng đúng 12 giờ luôn. Bye bye.